Xin chào các bạn, sau đây linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ hướng dẫn các bạn cách thay bàn phím laptop Asus K45 series. Thì trong đó có K45A, K45V, K45D. Thì hiển nhiên là để tháo thay bàn phím này, ta chú ý là bàn phím này là được thiết kế âm bản. Tức là nếu mà muốn tháo bàn phím này ra thì hiển nhiên là ta phải tháo hết cả máy ra rồi. Đây, đầu tiên là ta sẽ tháo pin này. Ta tháo cái ốc. Phần này sẽ tháo hết cả máy các bạn nhé. Rồi. Rồi tháo ổ cứng. Có hai con ốc ở đằng sau ổ cứng ta tháo cả ra này. Đấy. Đây. Đây, ốc đây. Đây, đây, đây. Đấy. Ta tháo cả ra. Ốc đây, toàn bộ ta phải tháo hết ra. Đặc biệt là có con ốc ở đằng sau của CD ta cũng cần phải tháo ra. Đây. CD. Đây, chân này tháo mãi không ra, khả năng bị trườn ren rồi. Đấy. Không sao, nó trườn ren thì không sao, tí ta vẫn tháo được. Con này thì không bị trườn ren, không bị gãy chân ốc. Ngoài ra thì có ba con ốc ngay đằng sau ổ CD, ta hiển nhiên ta vẫn phải tháo rồi. Đấy, con thứ nhất. Đây, wifi. Đã được kiểm tra xem mình tháo bàn phím ra có cần phải tháo wifi không. Khả năng sẽ không cần nhé. Còn ốc này ta sẽ cho ra luôn, vẫn bị dính. Kiểm tra xem nó tháo hết ốc chưa. Rồi, rồi. Con này thì trơn rồi. Rồi, rồi. Ok. Như vậy là tháo hết ốc ra được rồi. Màn hình ta nhập vừa tay nhé, nhấp vừa tay lên. Tránh trường hợp mà ốc tháo ra rồi mà đợt màn hình mạnh quá nó bị bể chân bản lên. Rồi, bây giờ bóc bàn phím ra. Bóc bàn phím ra thì khá là dễ đây. Cái này nó có cái khe hở này ta đưa vào. Đấy.
Rồi. Rồi. Đấy, như vậy là chân ốc là vừa rồi là vừa bị trờn thì có cái ốc này nó bị rơi ra. Đấy là do là bị gãy chân ốc. Đấy, như vậy là trường hợp thay bàn phím con Asus K45 là ta không cần phải tháo wifi ra nữa. Rồi. Đấy. Đây chính là chân ốc trơn này. Đây chân ốc trơn, bị trơn. Đấy, như vậy là cả hai chân ốc bị trơn. 1 2. Đấy. Đây là lý do tại sao ta xoáy không thể xoáy được ốc ra. Để máy ở dưới. Đây là phần lớp ni lông cách điện. Đây để tháo bàn phím ra thì ta tháo toàn bộ các ốc ở bên trên bàn phím này ra thôi, không có gì là khó cả. Đây. Đây. Nguyên nhân nó không ra được là do cái phần nhựa và cái ốc này nó bị trơn. Đấy, trơn. Nó chỉ được gá vào nhựa thôi, người ta quay khoảng tầm 1-2 vòng là lập tức là ốc nó bị trơn được ngay. Đấy. Con này cũng tương tự thế. Đấy. Trơn hết. Cứ nào không trơn thì một cái là ra luôn. Rồi. Rồi. Đây chỗ này có cái lưỡi nhé, đây gạt nó lên tí để nó ra. Rồi. Chỗ này thì hiển nhiên là được cắn bởi cái này thì ta lột nó ra đây thôi. Xong. Rồi xong. Xong bàn phím nó vững chắc. Thế. Rồi. Đây là bàn phím ban đầu đi theo máy. Không phải là bàn phím thay thế. Rồi. Ta vệ sinh qua. Đây là cái dây toothpaste này, ta không cho vào cái khe này, dây toothpaste là làm ở bên ngoài. Để tí nữa. Rồi.
À, như vậy là khớp rồi. Khớp về ta sẽ vặn khoảng 50% số ốc. Để tí nữa ta lắp vào máy ta test qua xem là bàn phím chạy có tốt không đã. Một này. Phím này thì ở đây. Cho một vài con ốc vào. Đấy, trườn gen. Trườn gen thì có lên nắp vào không? Nếu không lên nắp vào ta có phương án giải quyết. Đây, trần này thì không trần rồi. Đây là cái phần ni lông cách điện này, hiển nhiên ta vẫn phải lắp cái này vào. Tránh trường hợp là cái phần mặt này nó tiếp xúc vào bên máy. Mà khi mà ta bật máy lên thì máy nó chạm chập thì nó một là lỗi mên và hai nữa là nó sập nguồn. Băng dính hai mặt đây rồi. Tập trung mấy con tập trung này. Đây. Rồi. Cái này tao cũng đang làm tạm thôi nhá. Chưa test xong mọi thứ ngon thì bắt đầu cứ chạy tốt rồi tao mới làm chi tiết lại. Rồi, chúng ta kiểm tra tạm thời kiểm tra thử xem nó thế nào. Máy đây. Thế khi mà ta làm chưa chi tiết mà đang thử thôi thì các phím nó chưa lồi lên. Mà tí nữa ta phải làm chi tiết làm sao cho các phím nó lồi lên này, người dùng đánh nó mới có cảm giác nó thật hay được. Đấy. Dùng quá. Rồi bây giờ ta lắp cáp của toothpad này và lắp cáp của bàn phím vào. Rồi. Đấy, như vậy là cái việc ta không cần phải tháo RAM mà cũng không cần phải tháo wifi nhé. Ta sẽ lắp ổ cứng rồi để kiểm tra thì xem nào. Lắp tạm con ốc vào. Ốc dài này. Ta sẽ dùng sạc luôn để đỡ phải việc lắp pin. Sạc bây giờ cắm vào. Rồi, như vậy là bàn phím đã nhận. Ta sẽ đi vào sâu trong Windows kiểm tra xem là các phím nó chạy được hết chưa. Khi mà nó chạy xong xuôi hết rồi ta mới làm cho chi tiết lại. Rồi đang vào Windows. Win 10.
Bây giờ watch. Watch. Kiểm tra bằng watch luôn. Cố định. Rồi ta kiểm tra từng phím một thôi. Giữ không cần gần đâu em. Đây các phím nó chạy ổn rồi. Shift A, Ctrl A này. Lên xuống này. Cách Alt F4. Đấy, phím chạy tốt rồi, không có hiện tượng bị chập như ban đầu nữa, không cách quy tab tab home and up down enter. Rồi như vậy là bàn phím đã kiểm tra đã ok rồi. Bây giờ ta sẽ làm lại cho chi tiết để làm sao các phím nó nổi lên này, và ta sẽ đóng máy và hoàn thành. Đây, việc thay bàn phím của máy Asus thì chỉ như thế thôi. Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về bàn phím của Asus K45A thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp trên website bànphímlaptopviet.vn. Xin cảm ơn các bạn theo dõi video.